Xin chào các bạn, đây là video thứ hai trong huyền thư tarot của ngày hôm nay. Đó, chúng ta đang ở trả bài là thông điệp của người cũ, là cái khả năng tái hợp của hai người, nghĩa là hai người còn có khả năng tái hợp và trở lại với nhau không. Thì đây là năng lượng dành cho người nữ. Tụ bài đầu tiên đấy chính là cho tất cả họ nghĩ gì về mối quan hệ này. Cái ấn tượng tại cái thời điểm này về người nữ đó là hình ảnh của một người nam. Mình nói thật là mình cố để mình khác đi, nhưng mà mình cố để mình dùng một cái từ khác nhưng mình dùng không được ấy. Là mình thấy trong luân xa năm của mình bật lên cái năng lượng của người nữ, là nói với người nam rằng anh là cái độc ác tàn nhẫn. Tôi chưa từng thấy một người nào đối xử với tôi như thế. Đó, có nghĩa là bây giờ mình thấy cái điều mà người nữ muốn nói với người nam là như vậy: anh độc ác, anh tàn nhẫn, anh quá đáng lắm. Tôi chưa bao giờ gặp một cái người quá đáng và tàn nhẫn giống như anh. Đó, năng lượng của năm cấp có nghĩa là cái điều tại sao người nữ họ nói như thế, có nghĩa là trong lòng người nữ này có những cái khoảng trống, những mất mát, những cô đơn. Người nam này biết thì nhè vào đó. Các bạn cứ tưởng tượng là khi mà người ta, các bạn phải tưởng tượng ra cái điều này này: một người mà họ mất hết sức lực rồi, xong rồi họ bị rơi xuống một cái hố ấy, hoặc một cái hầm, một cái hố hoặc là một cái vực nào đấy, và họ đang cố để họ bò lên, họ bò lên gần đến nơi, thì cái người này sẽ dùng chân đạp cho họ xuống một lần nữa. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà tôi đã cố gắng ấy để tôi làm, thì anh cố tình anh nhè vào đấy, anh dẫm đạp tôi, anh chà đạp tôi, anh tiệt đi đường sống của tôi. Nghĩa là cái cách mà anh cư xử ấy, có nghĩa cách cư xử của người này không phải chỉ đơn giản đó là một cái sự giận dỗi hoặc là như thế nào đâu, mà trong cách nghĩ của người nữ là anh ta cố tình anh ta dẫm đạp mình, anh ta tuyệt đường sống của mình, và giống như là anh ta muốn loại trừ mình ra khỏi cuộc sống của anh ta. Nghĩa là người nữ này họ nghĩ đúng hay sai thì mình không biết, nhưng cách nghĩ của họ là như thế, và họ biến họ trở thành một cái người mà năng lượng của năm cấp ấy, là trước đây lúc nào họ cũng cô đơn, họ cũng buồn, họ cũng ám ảnh bị bỏ rơi. Đó, thì bây giờ giống như họ vượt lên trên, nghĩa là họ giống như các bạn có tưởng tượng là khi mà họ đối diện với kẻ thù chẳng hạn, mà chỉ trước mặt có hai phương án thôi: một là lùi lại phía sau và rơi xuống vực, và hai là xông lên để chiến đấu với kẻ thù. Thì họ chọn cái phương án là họ xông lên, họ chiến đấu với kẻ thù, và bây giờ mình trong cái năng lượng của họ ấy, thì bạn chính là kẻ thù của họ. Có nghĩa là các bạn biết không, nhưng đừng bao giờ vượt, cái gì nó cũng có giới hạn cả các bạn ạ. Và cái năng lượng song ngư cự dài bọc cạp, nhất là song ngư cự dài trong đây rất là lớn, và các bạn biết không, nước cực kỳ mềm mại và bao dung, nhưng một khi mà đạt đến giới hạn thì nó có thể cắt cả kim cương, cho nên đây là năng lượng này. Nhưng bây giờ mình thấy người nữ này họ ôm một cái năng lượng là đây chính là kẻ thù của mình, một người mà đã đẩy mình đến đường cùng và ép mình xuống vực ấy, rơi xuống vực ấy, đẩy mình xuống vực ấy, thì chỉ còn một cách thôi, đó chính là phải chiến đấu với anh ta. Cho nên là bây giờ cái người nữ này họ coi cái người nam này chính là đối tượng của mình, là đối tượng để chiến đấu của mình, và mình thấy chỉ có một duy nhất là họ chĩa kiếm về phía người này, một đó là tôi và hai là anh. Có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta bây giờ, một là anh tồn tại, hai là tôi tồn tại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như tôi không, một tôi mình đặt vào một cái năng lượng là một đấy chính là anh rời khỏi cuộc sống của tôi, và hai đó là nếu như duyên phận của chúng ta không thể cắt đứt được thì tôi thà sống cô đơn một mình, chịu cô đơn một mình, nhất định không bao giờ tôi tiếp nhận anh một lần nữa. Có nghĩa là mình đọc được một năng lượng vô cùng uất hận ở đây, nó dồn nén lại rất từ nhiều lần, mà cái sự dồn nén này là như thế nào, từ rất là tình yêu thương, sự bao dung của họ hết lần này đến lần khác, dồn nén từ những uất ức, những tổn thương, và đến bây giờ nó bùng nổ, gọi là tức nước vỡ bờ. Đó, cho nên là mà cái suy nghĩ của người này lại thêm là thực ra anh đối xử với tôi không phải là bản chất của anh, có nghĩa là giống như là xin lỗi, anh đối xử với tôi không phải là do tôi làm cái gì anh cả, nghĩa là tôi không có lỗi gì với anh, mà chỉ vì năng lượng ở đây có thể là người đàn ông này đang có gia đình, và cuối cùng họ gặp bạn là người thứ ba, và bây giờ họ muốn dẫy bạn ra để họ trở về với gia đình của họ, ly hôn hay ly thân thì mình không biết, thì họ sẵn sàng họ dẫm đạp bạn, họ đạp bạn xuống vực để họ quay trở về với gia đình của họ. Bởi vì họ sợ rằng là nếu như họ không làm như thế thì bạn sẽ níu chân họ lại. Có nghĩa là vì lợi ích của họ, vì mục đích của họ, họ sẵn sàng họ giết chết bạn. Đó, năng lượng là như thế. Và thật hay không thì mình không biết, những người nữ họ nghĩ như thế. Và năng lượng của 7 cốc, 10 gậy và 6 cốc ấy, khi các bạn nhìn như thế này là các bạn rất dễ từng nghĩ rằng là người này họ băn khoăn có phải có nên quay lại với người này không. Không, cái điều mà họ băn khoăn là không biết cái duyên nợ, cái duyên nghiệp của mình với người đàn ông này đã xong chưa, liệu mình trên con đường mà mình đi tới có gặp phải cái người này một lần nữa hay không. Có nghĩa là một cái năng lượng mà mình chỉ thấy có một từ thôi là hãy cút khỏi cuộc đời của tôi, từ nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa nhé. Đó là năng lượng của người nữ.
Mình thấy năng lượng này khá là, mình cũng không thể dùng từ tiêu cực được, bởi vì nó chính là quy luật phát triển của năng lượng đó. Cho nên là một cái gì đó dồn ép đến tận cùng thì họ phải bật lên như vậy thôi. Còn tiêu cực hay không là tùy cách nghĩ của bạn nhé. Đó, và nếu bạn cảm thấy không phù hợp và bạn cảm thấy nó bị trigger thì bạn có thể dừng lại. Rồi bây giờ năng lượng thứ hai đó là họ nghĩ gì về những cái mà họ bạn làm tổn thương họ, chứ không phải là họ làm tổn thương bạn. Bởi vì rõ ràng người nam tổn thương người nữ, nhưng người nữ không tổn thương người nam. Họ nghĩ về những cái ngày tháng họ ôm mặt khóc một mình, và người này thì đang phi vui chơi với người khác. Có nghĩa là họ, người này luôn bỏ họ cô đơn, luôn bỏ mặc họ cô đơn, họ ôm nỗi đau một mình, còn người này đi chăm sóc cảm xúc cho người khác. Và trong suy nghĩ của họ là không phải cái người nam này không biết đâu. Suy nghĩ của người nữ là người nam là người rất thông minh, hiểu được họ, biết họ muốn gì, và anh ta cố tình làm như thế để anh ta dẫy được họ ra, đó, dẫy được người nữ ra. Đây, năng lượng của khách hàng sao là một người cực kỳ thông minh. Nghĩa là họ biết hết, họ im lặng như thế để họ giả vờ họ đọc báo, nhưng họ có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ xung quanh họ. Đấy. Vậy thì cái điều mà người nữ này này chính là thực ra là anh muốn buông tôi, anh muốn bỏ tôi ra, đuổi tôi khỏi cuộc sống của anh, để tôi tự động tôi rời khỏi cuộc sống của anh. Mà anh sẵn sàng anh đâm tôi ba kiếm, anh bất chấp cái việc là anh đâm tôi ba kiếm mới thấy tôi có còn sống được nữa hay không. Anh chỉ vì mục đích của anh thôi. Năng lượng của Hermit là một người vô cùng tính toán, độc ác. Năng lượng của Emperor là cái năng lượng của một cái người mà cái ông này đang cầm con dao này, có nghĩa là ông ta đang chuẩn bị, ông ta làm một cái việc gì đấy. Và trước khi ông ta làm một cái việc gì đấy thì ông ta dọn dẹp sạch sẽ. Vậy thì trong cái sự dọn dẹp sạch sẽ có cả bản thân người nữ này. Cho nên là nếu mà nói về cái việc là người nữ này nghĩ gì về những tổn thương mà người nam đã dành cho cô ấy, chỉ nói một câu thôi: tôi muốn loại bỏ khỏi cuộc đời của tôi một người độc ác tàn nhẫn giống như anh. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh, muốn nhìn lại anh một lần nữa. Cho dù chúng ta có cái duyên nợ gì với nhau thì tôi thà chịu cô đơn một mình, có nghĩa tôi cắt tự mình cắt cái nghiệp này bằng cách là tôi chịu cô đơn, còn không bao giờ tôi muốn kết nối lại với anh nữa. Bởi vì tất cả những cái gì mà anh đã làm ra cho tôi ấy, nó không chỉ đơn giản là tổn thương, mà nó khiến tôi nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Có nghĩa là cái điều mà gọi là vừa đau đớn vừa thất vọng ấy, tôi nhìn thấy cái bộ mặt thật của anh, con bộ mặt của một con người tàn nhẫn, cơ mưu và độc ác. Có nghĩa là đó, tất cả những cái điều gì mà mình thấy là như thế. Cho nên các bạn chú ý cho mình là nếu các bạn bị trigger thì hãy dừng lại nhá. Rồi. Và cái điều mà họ muốn nói với bạn là gì? Mình thấy nó vẫn chỉ có một từ thôi. Bây giờ tôi muốn rời khỏi đây. Nếu như các bạn tưởng tượng như là hai người đã từng là vợ chồng, hoặc là sống chung trong một gia đình nào đấy, một ngôi nhà nào đấy, xin lỗi, hoặc là hai người đã có một cái thời gian, cái gọi cái không gian và thời gian yêu thương nào đấy, thì người này họ cũng nói rằng tôi không muốn ở lại nữa, tôi bước về phía trước. Và giống như là dù phía trước có trông gai thế nào ra sao thì tôi vẫn muốn đi về phía trước. Và mình thấy các bạn này, họ phăng phăng tiến về phía trước, họ hào giống như là họ tìm mọi cách để họ vượt ra, họ thoát ra. Hai xu ở đây là trong lòng cái điều băn khoăn duy nhất của họ đó là liệu họ có thể thoát ra được hay không. Có nghĩa là họ có cái nỗi sợ là mình còn phải ở lại với người này nữa. Năng lượng của giờ phu, họ tiến về phía trước, nhưng trên cái con đường mà người nữ này tiến về phía trước ấy vẫn mang cái năng lượng của những cái tổn thương nhé, của những độc hại, của những ớt giận. Cho nên là nếu bạn là năng lượng của người nữ này thì bạn phải nhớ một điều rằng hãy buông xuống đi. Hãy buông xuống. Nếu như mà người ta không làm như thế thì làm sao mà bạn dứt người ta ra được, đúng không ạ? Chẳng qua là bạn cố chấp thôi. Rõ ràng là họ không tốt với bạn từ đầu chứ không phải là bây giờ. Nhưng mà bạn không thoát ra được thì họ cần phải làm thế để cho bạn thoát ra được thôi. Cho nên đôi khi lại phải cảm ơn họ là bởi vì anh ta đã đối xử với mình như thế mà mình mới có thể thoát ra khỏi một người đàn ông như thế này, đúng không? Cho nên đừng có lo nữa, bởi vì chính cái sự lo lắng nó sẽ kéo bạn trở lại đấy. Cho nên là hãy tin tưởng rằng mình không bao giờ phải gặp lại người này nữa và tiến về phía trước thôi. Đó. Cũng buông hết tất cả những cái khổ đau giữa hai người, những mâu thuẫn của hai người đi, và hãy nghĩ về tương lai, hãy nghĩ về cuộc sống của mình là chính gốc như thế này, hãy nghĩ về tương lai của mình như thế này, và hãy buông tất cả đi nhá. Có nghĩa là trong thời gian tới thì người nữ, nếu mà họ bạn ấy buông được tất cả mọi thứ thì bạn sẽ có năng lượng của chính gốc, nghĩa là một cuộc sống bình yên, trọn vẹn với bản thân mình như thế này. Bạn ấy tập trung vào công việc và sẽ gặt hái được khá nhiều thành công cũng như là thành quả. Thành công có nghĩa là về mặt danh tiếng ấy, thành quả có nghĩa là về mặt tiền bạc ấy. Và cái điều mà bạn ấy cần làm nhất bây giờ đó chính là buông bỏ được và tự cứu mình ra khỏi cái năng lượng này. Các bạn phải nhớ rằng là khi nào các bạn còn ôm những uất hận như thế thì các bạn vẫn nằm trong cái vòng của chín kiếm này. Cho nên là cái việc bạn cần làm ở đây không phải là bạn nghe xong bạn hả hê, bạn bảo đúng quá, tôi đang như thế đấy, mà làm sao để cứu mình ra khỏi cái địa ngục của sự sân hận, của sự uất hận này. Mình phải dùng cái từ uất hận nó đáng thôi, bởi vì chúng ta cần phải như thế để chúng ta tỉnh ngộ.
Và bạn phải nhớ rằng phía sau sự tỉnh ngộ chính là ánh sáng và tình yêu. Cố lên nhá. Rồi, chúng ta dừng video này lại tại đây. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng, thông tin đặt ở phần mô tả nhá. Và nếu như là nếu bạn cảm thấy video của mình mang lại nhiều giá trị cho các bạn thì hãy giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like, một comment. Thôi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.